Aminolin sẽ là amino của năm và là amino của duy. Nó là amino của năng lượng, nó là amino đốt mỡ, nên nó hơn những cái dòng amino khác. Những dòng amino khác chỉ là amino. Tới đây là Duy sẽ chia sẻ với các bạn một cái sản phẩm rất là quan trọng của RSB. Nói chung là trong gia đình của RSB thì cá nhân của Duy, những sản phẩm sau đây là Duy đang xài. Thằng C là A độ mũi bỏ. Nó đốt mỡ nhưng mà giờ Duy xài đốt mỡ đẳng rồi, không sao nó. Đó. Những cái là đang xài. Cái gì đây? Như đây ghê không? Duy Nguyễn là dân xài đồ đẳng cấp á, giờ RSB xài đây. Cần chia sẻ không? Yes. Cần phải không? Rồi ok. Cái này là sao tập là công thức 2 ISO, một thằng isolate cộng với thằng này. Thằng này là bắt buộc phải có. Tại vì quan điểm của Duy Nguyễn là lean. Lean body, bất tử với thời gian, trường tồn theo năm tháng. À. Nên sau tập và Duy chơi một muỗng này, I support một thằng không thể thiếu sau tập, chắc chắn. Nói rồi, sau tập là phải chơi thằng này, còn không có thể là lean body, nhưng mà lean body là chuyện khác. Còn thằng này là quan trọng, sau tập là công thức 2 ISO, một muỗng isolate và một muỗng I support. Đúng không? Livestream nào mà chả nghe Duy sai tụi nó pha. Chính xác chưa? Nên thằng này không thể thiếu được. Thằng này vừa phục hồi cơ bắp, vừa tăng cơ mà vừa đốt mỡ. Duy thích, Duy thích cái thằng nào vậy đó, nó tăng cơ mà đốt mỡ, Duy thích cực kỳ. Thằng nào lean là Duy rất thích. Ramty khẳng định bản lĩnh đàn ông. Nói chung Ramty này đứng trên góc độ là cái gì? Nói rồi, tập gym á là tăng cơ giảm mỡ. Góc độ cuộc sống á là ngủ ngon, đúng không? Tập gym khi bạn cuộc sống bạn lao động, bằng áp lực này nọ, bằng coi đá banh, bằng thua độ, bằng buồn, bằng uống được, đúng không? Hoặc là nhỏ bồi nhắn tin có bầu rồi nó lo lắng ngày mai chở đi bệnh viện nào chẳng ai biết đó, ngủ không được. Nó thằng này Ramty, nó thật với bạn, mà chơi Ramty là một phát mà ngủ sâu lắm, ngủ rất nhanh và ngủ rất sâu, đúng không? Không có thao thức, bạn nằm xuống 15 bảo đảm bạn Duy nằm 5 phút Duy ngủ luôn à. Trời đất ơi, con này nó an thần mà ngủ bụp sâu, sáng dậy khỏe nó đã, không có thức dậy bậy bạ mà cũng không có gọi là tiểu đêm mà không mát mộng gì hết trơn hết á. Nên thằng này chắc chắn. Rồi thằng Biovite là vitamin, uống vô đi tiểu chó đẹp ấy. Nó vitamin mình ăn uống mà nhiều khi ngày nay ăn hải sản nhiều quá, nó thừa vitamin này thiếu vitamin kia, đúng không? Và bữa nọ đi ăn chay ăn rau nhiều quá nó cũng vậy, nó thừa vitamin này thiếu vitamin kia, nên thôi đập luôn liều vitamin cho chắc cú rồi ăn ăn khỏi sợ đó. Nhớ nha, đập liều vitamin cho chắc cú rồi ăn ăn khỏi sợ. Thằng này phối chung với mấy thằng mát cao năng lượng là bao đã luôn á. Rồi tiếp tục, thằng này đốt mỡ buổi sáng, đốt mỡ bằng ngày nè, xài ngày 2 liều đó rồi, đúng không? Sáng dậy 1 liều, chiều 1 liều nữa. Và cuối cùng là thằng này, chụp hình đây. Thằng này là bao hao luôn, thằng này Duy xài bao hao luôn các bạn đó. Thằng này là aminolin, đã là amino mà còn lin nữa. Aminolin sẽ là amino của năm và là amino của Duy. Duy rất thích thằng nào hoàn chỉnh và Duy rất thích thằng nào lean, đó đó thằng đó. Nên Duy thấy thằng này Duy mới thích thằng RSB đó. Thằng này đó là mang cho cơ duyên để cho BBT ngày nay làm distributor của độc quyền tại thị trường Việt Nam đó, với một cái doanh số cũng rất là cao. Aminolin một ngày thật uống 10 muỗng, mười mấy muỗng aminolin, một liều nó 2 muỗng. Tại sao Duy thích thằng này đến như vậy? Tại vì cuộc sống này á, chúng ta có được những khối cơ, chúng ta có được sự tỉnh táo tập trung, chúng ta có được cái mọi cái sự mà gọi là thành công trong cuộc đời này không chỉ phòng gym, đó là nhờ amino. Amino là cái dạng nhỏ nhất, cái dạng nhỏ nhất nó được gọi là hình thành từ cái việc mà phân hủy cái chuỗi protein đó. Nên amino là tinh hoa của gamer và là tinh hoa của cuộc sống. Chúng ta thiếu amino chúng ta không sống được, và chúng ta không có amino chúng ta không tập gym được đó. Thì amino nó cực kỳ quan trọng, nhưng mà nó mang sự hoàn chỉnh. Amino là gì? Là acid amin đó.
acid amin hay là amino là hai cái tên gọi khác nhau thôi. Đó, mà nó còn lin nữa. Nó đã amino mà nó còn lin nữa mới đã chứ. À. Thì một muỗng một liều này nó sẽ có 5 gram amino, đủ để cho bạn hoạt động hiệu quả trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Hoạt động hiệu quả là hoạt động văn phòng, hoạt động học tập, hoạt động đi lại rồi đó, hoạt động đọc sách và hoạt động giảng bài. Tức là những cái nguồn lao động mà nó không tốn quá nhiều năng lượng cơ bắp. Thì 5 gram amino này đủ chơi vòng 3 tiếng thôi. Bạn làm giáo viên trước khi lên lớp, bạn quất một liều dạy 2 tiếng đó, học sinh nó ngồi nó nghe mà nó coi như bạn là sói ca sói tỷ luôn đó. Có thiệt đúng không? Nhiều khi nó nói tại sao hồi Việt Nam này chán sử, bà cô dạy sử buồn ngủ thấy bà không chán, bà cô dạy sử bà đập vô hai một liều rồi coi bà dạy, trời đất, coi bà dẫn từ sự kiện này qua sự kiện kia và bắt minh họa nữa, học ai chả thích đúng không? Nó nói chung là ghim phục vụ cuộc sống nó cực kỳ quan trọng. Những cái chúng ta có được trong cuộc đời mới cái là chúng ta đi tự hào, chứ không phải là những cái có được phòng ghim. Trong phòng ghim cơ bắp dẫu có to nhưng quá nhỏ với dòng đời sâu rộng. Hai câu này của Nhi bạn phải nghe, bạn phải nhớ đi. Tối ngày vô ghim gồng bỏ. Đúng không? Mình gồng được mình thôi, bạn có hiểu. Gồng mình chụp hình kỷ niệm thì ok. Nhớ, trong phòng ghim cơ bắp dẫu có to nhưng quá nhỏ giữa một đời sâu rộng. Ghim tập 2 tiếng cùng, cuộc đời bạn còn tới 22 tiếng kìa. Lo mà sống tốt cái 22 tiếng đó đó. Nó nên là Aminolin là một sản phẩm mà Duy Quyền rất là tâm đắc. Thôi thật sự á, nó như một người tình bé nhỏ của Duy vậy đó. Duy đi đâu Duy cũng tha nó theo hết đó. Trong mẹt 5 tỷ có, ồ lộn, bạn không có mẹt 5 tỷ. Trong mẹt 7 tỷ 2 hộp, trong mẹt 2 tỷ 7 1 hộp, trong nhà Duy 1 kho. Nói chung á, cái này nó phục vụ cuộc sống rất tốt bạn. Mà uống bất kể lúc nào, bất kể nó đâu đều được hết. Và trong gym thì uống trong tập. Nhớ, trong lúc tập gym thì uống trong tập. Còn ngoài cuộc đời chúng ta uống những lúc nào chúng ta gọi là nó mệt mỏi, nó mất tập trung, nó uể oải. Còn trong tình yêu uống trước khi làm chuyện ấy. Nghe đi đừng có cãi. Thật sự luôn. Bạn giờ vô phòng, vô khách sạn mà pha rượu vang uống. Khách sạn VIP mới có rượu vang mày. Đang nói thằng kia, phải nói mấy em nha, đang nói thằng camera nãy giờ nó cười đẻo đẻo anh đó. Nó có tật, anh ngồi nói gì nó kiểu cười đẻo đẻo hoài mấy em. Bởi vậy làm việc chung với thằng này là phải không có tỉnh lắm mới làm được chứ không xì. Đó, bây giờ vô khách sạn mà ngồi là hai một trai một gái mà pha hai ly rượu vang đó uống là bình thường. Đúng không? Bây giờ là vô là lấy cái ly đó ra, lấy cái bình lắc THOL ra pha bốn muỗng này chia đều cho hai đứa, mỗi đứa hai muỗng, họ uống mới hoàn hoại. Thế thử đi. Nói thật các bạn, bạn là gamer, bạn mang tiếng tập tạ, bạn không trải qua những cảm giác đó là thôi thua. Đúng không? Cuộc đời mà nó có nhiều cái việc lắm mà Duy muốn đi với các bạn trên những cái góc nhỏ của cuộc đời luôn, chứ không phải là đi với bạn trong phòng gym. Ôi ơi, tập bài bên rep thở làm sao. Nhiều khi mấy đứa đó vô hỏi nó bị đắp sản lắm nè, nó hỏi không trả lời, nó ngồi đó spam á, nó ban cho 20 câu luôn, rồi thôi mày ra đảo khỉ mày bam luôn đi mày ơi. Trời, nó ngồi mình live stream, nó biết hỏi mình câu lẽ 100 năm sau nó không hỏi câu này nữa. À, giận lắm. Nhớ nhàng cho khách sạn á là pha hai liều đó, hai liều ngồi đó đối diện nhau, gần tay uống dao bôi, uống dao bôi xong thả đầy đủ xuống là hoàng hoại vừa rồi đó. Còn sau khi ấy thì uống cái gì, lean body chứ gì ba đó, không cái này luôn cũng được đó, thật sự á, không thì cái này luôn, bạn chỉ cần mang theo cái này thôi, bạn uống trước sau rồi đó, nó rất là thoải mái, nó phục hồi siêu nhanh. Cái này nó vừa mang tính chất là tỉnh táo, tập trung, hiệu suất lao động cao, hiệu suất làm việc cao, trả bài hay, mà thêm cái độ phục hồi nữa. Đang mà thở hốc hốc không hốc, uống dùng đi tỉnh lên cardio tiếp, vậy nó mới đốt mỡ chứ. Nó điểm qua thành phần của này có gì, phụ 5g BCA cho nó cơ tới 1,5g giảm mỡ đó, rồi thêm 130mg năng lượng và focus nữa, thấy ghê chưa. Nó là amino của năng lượng, nó là amino đốt mỡ, nên nó hơn những cái dòng amino khác. Những dòng amino khác chỉ là amino, bây giờ nói nè, ví dụ như bạn uống loại amino thường thì á, bạn uống vô nó sẽ giúp bạn đã khát, nó sẽ giúp bạn chống đói, cái đó là có. Nhưng mà cái độ tập trung của nó ngắn lắm, nó ngắn lắm bạn. Độ tập trung của nó chừng 30 phút là sủi rồi, sủi lơ cái cơ rồi, bạn nghĩ bạn vờn nhau hết bà 25 phút rồi, tới cái lúc quan trọng nhất cần xích thì nó lại lên không nổi.
không có được. Đó, nên thằng này là xét về độ năng lượng nó rất tuyệt vời. Bà Duy rất thích thằng Amdolin. Bà Duy đánh giá Amdolin là một cái nhánh sản phẩm mà nó cực kỳ và chủ lực. Nên Duy đầu tư cái Amdolin được rất là nhiều nha các bạn. Rất Amdolin nhập về rất nhiều mùi. Nhập về rất nhiều mùi. Đó. Nếu mà bạn đã dùng rồi HB, bạn không có Amdolin là bạn mất mất cái xương sống. Mất cái xương sống rồi. Cái thằng này á, nó độc là những cái hãng khác nó không có. Đó. Những cái hãng khác nó không có. Mà chỉ có RHB là một trong những cái hãng ít ỏi. Không biết ông đậu nghĩ sao nó phát minh ra cái dòng Amdolin này. Cả nam uống, nữ uống, đàn bà uống, đàn ông uống, già uống, trẻ uống. Con nít uống được nữa. Hồi nãy nói gì? Nãy vừa nói này thay cà phê sáng đúng không? Thằng này cũng vậy luôn, y chang. Mà thằng này nó, cái tính đốt mỡ này nó mạnh hơn, tính đốt mỡ này nó nhẹ hơn. Cái tính đốt mỡ nó mạnh hơn thì nó chọn đối tượng. Còn cái tính đốt mỡ này nó nhẹ hơn thì nó không chọn đối tượng. Ví dụ sao? Ví dụ như thằng kia nó ốm, nhưng này nó ốm uống này chi? Đúng không? Nhưng Đạt nó ốm, nó không uống được cái này. Đó, nhưng mà nó uống được cái này. Nó uống được cái này nhưng mà rất tiếc là phải bỏ tiền nó mua. Phải bỏ tiền nó mua. Đúng không? Thằng này rất là ok các bạn. Cảm giác người dùng chỉ hai chữ tuyệt vời thôi. Duy Nguyễn đó nói nhà Duy Nguyễn xài mười mấy muỗng mà. Chứ bạn thấy không? Cuộc sống của Duy Nguyễn rất là áp lực. Áp lực từ tiện tài chánh, tiện này, tiện kia, tiện nhân sự, chuyện danh số, rồi chuyện công ty, chuyện cuộc đời. Đúng không? Vừa gia đình, mẹ vừa bồ bịch ngoài, rồi vừa công việc trong BBT, mà vừa mấy cái building đang hoàn thiện nữa. Mà thêm tối là vừa thêm mấy ông nội xàm nữa. Tối nào cũng vậy bạn, lên mở ra stream gặp mấy ông nội xàm không à. Đó, vô nó phá đó bạn ơi. Nó phá, nó có bài, nó bào mình hết sức rồi vô nó phá. Nhưng mà sao? Có cái này sao phá nó tôi? Pha rồi tôi uống rồi tôi đau tới ngày mai luôn. Đó. Nên một, đây là một sản phẩm bỏ túi cho gamer. Giá thì nó rẻ như cho. 12.000 một liều, tính rồi. Trời đất ơi, nãy thằng kia 20 là thấy rẻ rồi. Thằng này 12.000 một liều, một ngày xài 5 liều 60. 5 liều là 10 muỗng đó. Còn gì ý kiến cái còn à nữa không? Đúng không? Không, vừa phải phải thôi. Bây giờ ví dụ mình không có tiền thì mình xài cái súp nào cũng phải được được chút xíu. Súp nào ông Duy Nguyễn xài đó thì mình xài xà reo. Nó vậy nó mới đẳng. Nó rẻ, trời lũng này 70 lần dùng. Một cái cảm giác tuyệt vời lắm mà nó thật sự với bạn. Những cái dòng amino khác của BBT nó không có được cảm giác. Amino nó có hai loại, amino thường với amino năng lượng. Thằng này là amino năng lượng. Mà năng lượng ở đây á, là có năng lượng nó vừa phải. Nó không làm cho bạn mất ngủ nghe. Cái này buổi chiều uống ok, ngủ thoải mái. Trừ khi nào mà trước ngủ uống á, thì 1 tiếng, 2 tiếng sau mới ngủ được nha. Đó, chứ mà trước ngủ thì đâu ai cần uống làm gì đúng không? Tao uống buổi chiều tập tạ được rồi. Uống trong tập uống có thể là 3 liều. Nó có hướng dẫn sử dụng đàng hoàng các bạn. À, trên đây bạn cứ tham khảo thêm bài viết. Nó sẽ có hướng dẫn sử dụng rất là rõ ràng. Nè. Ví dụ như bạn trong tập như Duy có thể uống 3 liều. Còn bạn yếu bạn uống 2 liều, trong ngày bạn trải ra 2-3 liều nữa. Trải ra. Đó. Cái đó là tính năng và công dụng của amino. Sản phẩm Aminolin này nó sẽ gọi là nó stack, tức là nó kết hợp được với rất là nhiều cái sản phẩm khác của dòng RHB như nãy Duy nói. Bạn tăng cân cũng có thể uống, bạn giảm mỡ cũng có thể uống, bạn lean body cũng có thể uống. Đó, cái thằng này là cái thằng nó rất là hoàn chỉnh. Nó giống như là lean body ở trong protein vậy thôi. Nó giống như y chang như lean body trong protein. Thì ngày hôm nay chúng ta có một Aminolin, một sản phẩm rất đẳng cấp của BBT phân phối. Đó, nó đến từ cái thương hiệu RSB, một thương hiệu dành cho sinh viên, một thương hiệu dành cho tuổi trẻ, một thương hiệu dành cho nhiệt huyết gamer, một thương hiệu dành cho những hoài bão vào đời. Đứng im là kết thúc đó em. Xong video rồi, nghỉ nha. Ngày mai review tiếp. Tất cả mọi câu hỏi bạn cứ có thể đặt dưới video hoặc đâu đó. Hệ thống support của công ty bây giờ rất đông và rất nguy hiểm, sẽ hỗ trợ bạn hết mình. Nhớ, bạn nào fan như Nguyễn hay bạn nào mà tập gym á, mà có xài hàng BBT thì hãy lấy thằng này, không phải là một muỗng, không phải là một hộp, mà là mỗi thứ một hộp, tức là mỗi mùi một hộp đó nó có khoảng chừng 6-7 mùi hàng. Rồi chụp hình lên gửi cho Duy nghe, coi bạn được mấy mùi.
trong màu sắc dung dịch, từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng rồi lại đến hơn ghen, hai thái cực tình yêu và hóa học. Màu phách huy hoàng bên lá ngọc, sắc ca bồn ngào nghe ánh kiếm cương, em ơi em trong lá đỏ khoe sương, màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên, vẫn chờ cùng dòng điện phân cây nghiền, mãi vững bền với liên kết thời gian, trái tim anh sắt đá cũng hòa tan, tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim. Chất phóng xa đời anh chỉ có em mà thôi, mà đồng viên em quá nhiều bí mật, thương nhau cô có đi rồi lại mất, anh thân thờ trong khoảnh khắc vội.